Bạn đang tìm mua xe đạp cho bé nhưng lại băn khoăn không biết lựa chọn mẫu xe đạp nào cho phù hợp và tốt nhất cho con mình. Hãy cùng Bike to School tìm hiểu về mẫu xe đạp siêu hot đến từ thương hiệu Topride nhé. Được làm từ hợp kim thép cao cấp, mang lại độ chắc chắn, ổn định và bền bỉ. Ngoài ra, với công nghệ sơn 4 lớp tiên tiến, gồm 2 lớp lót, 1 lớp nền và 1 lớp sơn phủ bên ngoài, chất lượng sơn vượt xa những chiếc xe phổ thông với chỉ 2 lớp sơn. Màu sơn của Topride Little Princess gần như không ngả màu theo thời gian, không có hiện tượng rỗ, bong chóc trong điều kiện thời tiết ẩm tại Việt Nam. Được xếp vào nhóm cận cao cấp của dòng xe đạp trẻ em nên không khó hiểu khi xe được sử dụng phụ tùng cao cấp hàng đầu phân khúc. Topride X2 Princess sử dụng hoàn toàn các ốc inox và mạ kẽm nhúng nóng nên không xảy ra hiện tượng han rỉ. Vành xe được sơn 3 lớp tĩnh điện, những chi tiết như bánh phụ, bàn đạp cũng được trau chuốt và sử dụng những vật liệu tốt nhất. In xe được làm từ vật liệu mềm mại, độ nhám và thoáng khí tốt, giúp bé thoải mái nhất khi sử dụng. Bên cạnh đó, cả ghi đông và yên xe đều có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Topride X2 Princess là mẫu xe đạp bé gái được đánh giá tốt nhất trong phân khúc trẻ em. Xe có đủ các kích thước từ 14 đến 20 inch, phù hợp với các bé từ 3 đến 10 tuổi. Vừa rồi mình đã cùng các bạn tìm hiểu và trải nghiệm một mẫu xe đang vô cùng hot có mặt tại hệ thống showroom xe đạp Bike to School. Và để có thể trực tiếp trải nghiệm hoàn toàn miễn phí mẫu xe này, xin mời các bạn ghé thăm các showroom của Bike to School nhé. Đến với Bike to School, ngoài các sản phẩm chính hãng với đa dạng mẫu mã, khách hàng còn nhận được vô cùng ưu đãi độc quyền chỉ có tại Bike to School như bảo hành 3 năm, bảo dưỡng miễn phí và bảo hành sửa chữa tận nhà home care. Mọi thông tin chi tiết bạn vui lòng truy cập vào website bike2school.vn.